một chiếc xe ô tô điều khiển. Ngày hôm nay mình sẽ cùng Hà Sam và Thắng TT tham gia cuộc thi đua xe giải ao làng. Không biết mình sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi gay cấn và hấp dẫn này không? Thì các bạn cùng đón chờ xem hết video nha. Và đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Rồi bây giờ cùng mình đi vào cuộc thi giải đấu đua xe thôi. Đây các bạn ơi, đây rồi, chiếc ô tô của mình sẽ điều khiển đây. Và rất nhiều các chiếc ô tô xanh đỏ đen của đối thủ. Bây giờ thì mình sẽ ấn start để mà chạy nha. Nào, úi trời ơi các bạn ơi, mình đang đứng ở bên rồi. Rồi. Nào, cố lên nào, chiếc ô tô của mình phóng rất là nhanh rồi các bạn ơi. Rồi, bay yêu. Nào, vượt lên, chiếc ô tô mình đã vượt lên được một chiếc ô tô. Số 7, số 6 kìa, úi xôi, đã vượt lên được một chiếc ô tô rồi các bạn ơi. Nào, cua nào, úi xôi, rất là gay cấn các bạn ơi, đưa sang bên này. Nào, đưa sang bên này, đã qua được một chiếc ô tô nữa các bạn ạ. Đưa đây, ba, úi xôi, va chạm với chiếc số 4 và số 3, nhưng mà mình đã vượt qua rồi. Bây giờ chỉ còn 2 chiếc ô tô nữa thôi, là mình sẽ về đích. Rồi, cố lên các bạn ơi, mình đang đứng số 1 rồi, cố lên nào. Đích kia rồi, cố lên. Vòng đầu tiên mình đã giành chiến thắng về đứng top 1 các bạn ơi. Còn rất là nhiều vòng nữa, không biết mình còn đứng top 1 không các bạn. Các bạn cùng đón chờ xem hết video nha. Rồi, vòng tiếp theo là các bạn ơi. Mình lại đứng cuối rồi các bạn ơi. Nhưng mà không sao. Rồi. Ui, cua đấy các bạn ơi. Ui xui. Rồi, nữa nào, bây giờ số 1, 2, 3 đang đứng ở đầu các bạn ơi. Và mình đứng thứ 5 các bạn ạ. Rồi, ghê gớm đấy các bạn ơi. Rồi. Cái con số 4 kia chặn đầu mình không cho mình lên ơi. Được lắm. Ui, đùa cua đấy các bạn ơi. Mình đang va chạm với con số 2 các bạn ơi. Rồi, số 1 đang dẫn đầu và mình đang đứng thứ 2 các bạn ạ. Đưa lên số 1 nào. Rồi, gần vượt qua rồi. Chiếc ô tô của mình đã vượt qua chiếc xe ô tô số 1. Và ui xôi ui, gần về đích rồi các bạn ơi. Đường cua rất là ghê gớm luôn. Ôi, nổ tan chiếc xe các bạn ạ. Rồi, nào phải tránh cái này ra. Rồi, bây giờ thì mình lại đứng thứ 5 rồi các bạn ơi. Rồi, lần này chỉ về thứ 5 thôi các bạn ạ. Quá buồn luôn. Rồi, vòng vừa rồi thì mình đứng thứ 5 các bạn ạ. Lần này mình sẽ cố gắng đứng thứ nhất các bạn ạ. Rồi, đi nào. Rồi, hiện tại thì mình đang đứng thứ 8 các bạn ơi. Rồi. Các xe kia phóng bụi bù đường luôn các bạn ạ. Ghê đấy. Wow, có trong chóng nhỉ các bạn ơi. Được rồi, mình đã qua và đứng thứ 6 rồi các bạn ơi. Nữa. Nào. Rồi, trước mặt mình là con xe số 5 và số 4. Rồi, mình đã qua luôn cả con xe số 3 rồi các bạn ơi. Ok, hiện tại mình đã đứng top 1 rồi các bạn ơi. Sau một cú sượt đuổi rất là thành công của mình, và mình đã về đích với vị trí thứ nhất. Vòng đua tiếp theo là các bạn ơi. Nào, bắt đầu đi. Lần này các xe chưa gì đã đâm nhau rồi các bạn ơi. Rồi, trước mặt mình là con số 6, số 5 và số 4. Mình đã qua được một chiếc xe số 6 rồi. Bây giờ lướt lên, đúng rồi. Lướt lên và mình, ui xôi, đã qua hết. Chỉ còn một chiếc xe số 1 thôi các bạn ơi. Lướt, ui xôi, may quá các bạn ơi. Tí nữa thì đâm vào phần cản ở đằng trước. Và mình đang đứng lại top 1 rồi các bạn ơi. Bây giờ thì đang chui vào trong hầm các bạn ạ. Đấy, đang đi ở trong hầm. Rồi, trong hầm. Rồi, đã ra ngoài đường rồi, phóng đi. Chạy quá bốc luôn các bạn ơi. Và lên. Wow. Ok, ta nhìn về đích tiếp các bạn ơi. Ta về đích tiếp với vị trí thứ nhất. Rồi, bây giờ mình sẽ vào gara xem các bạn ơi. Wow, mình có đủ tiền, mình sẽ mua con hồng này. Ngon rồi. Ồ, các bạn ơi, đổi sang con hồng này mà. Bánh xe này, rồi mua con này, mẫu nó vẫn thế các bạn ạ, mình không thể đổi được. Ở trong này rõ ràng là màu hồng, mà đi ra ngoài thì lại vẫn là màu xanh, nhưng mà kiểu dáng xe nó khác các bạn ơi. Ok, kia, bây giờ đối thủ của mình kìa, có một chiếc màu đỏ, một màu xanh, hai màu xanh luôn, cả mình là ba màu xanh luôn. Ghê đấy, được rồi, nào, ui xui, đất này xe của mình tốt hơn xe lúc nãy các bạn ạ.
Rồi, nhưng không sao, mình vẫn đang thử vết các bạn ơi. Ok. Nào, lướt nào. À, đã nhìn thấy một chiếc sân số 7 đã vượt qua chiếc số 7 rồi. Ok, lướt nào. Rồi, and... Rồi, wow, các bạn ơi. Mình đang va chạm với chiếc số 4, à số 3. Rồi, không sao, xe của mình vẫn khỏe hơn và đã vượt qua chiếc số 3. Hiện tại thì mình đang dẫn đứng vị trí số 3 các bạn ơi. Rồi, chỉ còn hai chiếc, chiếc số 1 và chiếc số 2 đang gẹn gò rất là gần. Các con Úi dồi các bạn ơi. Rồi, mình đã hạ gục được chiếc số 2, chỉ còn một chiếc số 1. Lướt lên, đúng rồi. Và số 1 luôn. Rồi, vòng tiếp theo các bạn ơi. Nào, chuyển đi lên các bạn ơi. Mình xem mình đang đỏ nít này các bạn ơi, để đuổi theo những chiếc xe kia. Rồi, đã qua được một chiếc xe các bạn ơi. Mình hiện đang đứng thứ 7 rồi. Rồi, số 6 nha các bạn ơi. Mình đã nhìn thấy ba số 5, số 4. Wow, lướt. Đúng rồi, lên nào. Wow, mình đang đứng vị trí số 3 rồi. Nào, bây giờ thì mình lướt sang đây. Yeah. Ui, tôi. Hỏng rồi các bạn ơi. Xe của mình đã bị đâm rồi. Rồi, nào, bây giờ mình đang đứng số 3 các bạn ơi. Wow, được rồi. Đứng vị trí số 2 rồi các bạn ơi. Nào, cố lên. Chỉ còn một chiếc xe kia thôi. Rồi, nào, quyết định kia rồi các bạn ơi. Rồi, không rồi, lần này đã về số 2 các bạn ơi. Lần này về đích thì đứng vị trí số 2 thôi các bạn ạ. Không được nhất nữa rồi, buồn quá. Ok, lần này là vòng quyết định. Mình sẽ cố gắng về nhất các bạn nha. Rồi, nào, let's go nào đi. Rồi, 8 đối thủ đang lăn bánh. Phóng xe bụi mù hết cả đường luôn. Rồi. Ui, lỗ bánh sang luôn đây. Ôi, không sao. Xe của mình lộn một vòng lại quay trở về chỗ cũ luôn. Lướt. Các bạn ơi, phóng ghê không? Rồi, đã qua được một đối thủ nữa. Bây giờ chỉ còn một đối thủ nữa thôi các bạn ơi. Nào, gần người kiếm tôi. Lướt sang đây. Nào, và số 1 kia phóng xe nhanh thật các bạn ơi. Ui, xe của mình bay quá luôn. Mình đang vị trí số 1 các bạn ơi. Rồi, gần về đích rồi. Rồi, mình đã nhìn thấy đích kia rồi các bạn ơi. Yeah. Vậy là mình đã giành chiến thắng các bạn ơi. Yeah. Ok các bạn ơi, vừa rồi thì mình đã mang chiếc ô tô điều khiển của mình đi thi đấu các bạn ạ. Và mình là người chiến thắng trong rất là nhiều vòng đấu. Và video của mình đến đây là tạm dừng. Các bạn xem video đừng quên để lại cho mình like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.